Kênh Chim Cú Gáy Hay xin kính chào các bác. Và cũng như thường lệ, sau những ngày đầu xuân thì Chim Cú Gáy Hay sẽ bắt đầu liên tục đăng những cái video để đưa đến những cái thông tin trực tiếp nhất, mới nhất để cho quý vị và các bạn có thể xem dõi kênh, yêu mến kênh và tìm cho mình một cái nhóm hàng thích hợp. Trên màn ảnh nhỏ các bạn, đây là đồng chí Thao đang quay những chú chim da vàng, những chú chim cô gáy mã ngỗng phấn hồng, đấy, bố mẹ là tông Phú Thọ. Và các bạn thấy là nó đã bắt đầu muốn mọc cườm, đôi lốm đốm rồi. Và cái lượng chim này thì lúc nào mình cũng có khoảng 100 đôi để phục vụ cho các bác trên toàn quốc. Chính vì vậy là các bác muốn mua chim giống để nuôi sinh sản hoặc là chim khách thì các bạn cũng không phải lo ngại là tìm đâu xa, các bạn liên hệ thì mình sẽ tư vấn. Cái số điện thoại thì các bạn tiện gọi là 033 5305982. Đây là những chú chim mà được đẻ ra nuôi từ nhỏ đấy. Cam kết với các bạn là 100% không phải chim bẫy, không phải chim hoang dã. Đấy, thì mình nuôi thành hai tầng, ba tầng như thế này. Đấy, thì các bác có thể theo dõi đâu đó thì mình cũng luôn luôn là đăng những bài hàng ngày. Thì cái nhóm hàng đầu tiên là các bạn có thể nuôi chim khách hoặc là nuôi chim sinh sản mà mua giống, thì đây là những chú chim da vàng khoảng 2 tháng tuổi, có những con là chưa có một chút cườm nào cả đấy các bạn ạ. Đấy, còn nhóm hàng thứ hai hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn thì là những cái chú chim mình gọi là chú chim phượng hoàng lửa, hoặc là một số bạn gọi là chim rẻ cùi. Thì đây là những cái thông tin hình ảnh để cho các bạn theo dõi. Mình zoom lại một chút cho các bạn xem. Các bạn thấy đó là một hai cặp đúng không ạ? Hai cặp. Đấy. Hai cặp. Đây là những chú chim này là đã thuần cám rồi. Như giống chim này thì thường là mình sẽ đi vào bản, mình sẽ đặt mua của những thợ bẫy và thuần cám. Đấy, bao giờ thuần cám được thì mình sẽ bán cho anh em. Bởi vì giống chim này nuôi đẻ thì nó rất là kiên trì và rất là lâu, mà cái hiệu suất sinh sản của nó cũng rất là hạn chế. Đấy, thì chúng ta phải dựa vào cái nguồn ở ngoài thiên nhiên. Đấy, các bạn thấy là cái ưu điểm của giống chim này thì đuôi rất dài và gần như là rất là dễ gột. Mình gột cả 100 con thì sống cả 100 con luôn các bạn, không chết đâu. Đấy, các bạn gột thì các bạn chỉ cần cho ăn đu đủ, ăn chuối, trộn mấy cám cám chim, cám gà nhã nhã ra. Đấy, thì lúc nào cái kênh của mình cũng gần như là trong nhà thì thường lúc nào mình có khoảng chục đôi. Đấy, thì mỗi một chuồng thì mình như này mình sẽ nhốt thành hai đôi. Đấy, hai đôi. Và bao giờ cũng thế, con chim mái bao giờ đuôi cũng sẽ ngắn hơn con chim trống một chút các bạn ạ. Và con chim mái thì thường người nó sẽ thon hơn, nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ mềm hơn con chim trống. Có lẽ là một cái kinh nghiệm mình cũng chỉ có nhìn lâu mình biết được. Đấy, thì ưu điểm của dòng này thì nó hay bắt chiếc một số cái dòng chim khác, và chân của nó màu đỏ tươi, mỏ vàng vàng, màu vàng vàng đấy, mắt đỏ, cái yếm của nó rất là đen, yếm nó rất là đen, và trên đầu nó có một cái vệt lơ lơ trắng xám ở phần đầu, đỉnh đầu gáy đấy. Thì các bạn thân mến, giống này thì thực ra là nó cũng rất là nhanh thuần, mặc dù là hoang dã thật nhưng mà các bạn thuần thì có thể, bạn nào mà quen thuần chim có khi chỉ mất một tháng là nó đã thuần như là chim nuôi rồi. Đấy, thì hôm nay là thực tế là hôm nay mình đang quay clip đây là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020 dương lịch, còn nếu mà tính theo âm ra Tết thì hôm nay là ngày 11, ngày 11 ra Tết đấy. Đấy, thì các bạn có thể theo dõi kênh, đăng ký kênh, ủng hộ kênh và chia sẻ những cái nội dung mình đăng. Thời điểm này thì những cái giống chim phượng hoàng nửa như này mình cũng có một vài đôi,
để phục vụ cho anh em trên toàn quốc. Đấy, ưu tiên các bạn ở khu vực miền Trung đổ ra đến miền Bắc. Đấy, tại vì các bạn ở miền Nam thì mình sẽ gửi, nếu chim gáy thì nó sẽ dễ gửi hơn, còn chim này thì gửi thì nó có sẽ chi phí hơn một chút, bởi vì là sẽ chi phí cho những người cho ăn cho uống ở trên đường. Đấy, thì cũng không sao, nếu như các bạn thiện chí thì mình cũng sẽ vẫn gửi cho các bạn. Đấy, thì cái trang trại của mình trước kia thì đâu đó là các bạn thấy là rất nhiều cái hình ảnh về những chú chim gáy, và hiện giờ thì cũng rất là yên tâm là mình cũng đã tạo dựng được những cái trang trại của người thân. Đấy, để gây dựng cho mình thành lập kênh để cung cấp chim gáy trên toàn quốc. Đấy, thì các bạn thấy là mình cũng cố gắng làm sao để đưa ra những cái khoảnh khắc nó thực tế nhất. Đây là những cái khoảnh khắc thực tế nhất các bạn ạ. Đấy, lúc này mình quay thì nó vào buổi chiều, trời nó âm u mùa đông, nó cũng không được đẹp hình ảnh lắm các bạn ạ. Đó, nhưng không sao, mình bán hàng thì mình cũng phải chia sẻ một cách cụ thể và một cách chi tiết, một cách rõ ràng và chân thành để cho các bạn hình dung ra. Đấy, đây là những chú chim chưa có cường. Đấy, thì mình mùa đông thì mình để vào trong cái mái này để cho nó ấm. Đấy, các bạn nhé. Còn ví dụ như ở đây thì mình có một chuồng nữa, cũng có mấy em phượng hoàng nửa. Đấy. Đấy, các bạn thấy là khá là thuần. Tiếp theo thì các bạn có thể đi xuống cái dãy chuồng chim ở dưới này. Cái mặt hàng thứ ba mà chim cục anh hay muốn chia sẻ với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay là cái mặt hàng những chú bọ ú chuột lang. Đây là cái khoảnh khắc mà nó ăn cỏ. Đấy, mà con này thì nó đang đến đây nó uống nước. Đấy, những con mà bụng nó to to này là những con chửa. Đấy, và những cái con mà nó cứ rúc rúc bụng này là những con nó đòi bú. Đấy, nó đòi bú các bạn ạ. Đấy, nó đòi bú, con trắng trắng này đòi bú này. Thì giống này là giống đẻ con và cho con bú. Đấy, đây là những cái máng để cho nó ăn ngô. Ngô đây là ngô nghiền các bạn. Đấy, nó giúp cái bụng nó mẹ nó đấy, giúp nó đòi bú đấy. Nó đòi bú, con kia cũng thế này. Nó cứ theo mẹ nó, con của con nào thì nó sẽ cho con. Loại này nó có cho bú chéo, cứ con nào đang nuôi con thì con của con khác cũng có thể bú được. Màu thì các kiểu, đen vàng, trắng vàng, trắng đen. Đây, con này trắng đen vàng. Thì mình để cái tấm bông blo ở trong tấm ván để cho nó trú ẩn ở trong đó các bạn nhé. Các bạn mua chuột lang bọ ú thì các bạn cũng liên hệ cho bên mình là 0335305982 và 0989177982. Đấy, thì các bạn đang xem những cái khoảnh khắc mình chia sẻ tại trang trại của mình. Đấy, chia sẻ tại trang trại luôn. Đấy, thì đâu đó là đây là mình cũng chia sẻ cho các bạn thấy là nuôi nó rất là dễ, rất là đơn giản. Đấy, nó ăn cỏ, nó lú vào trong những cái tấm ván, những cái tấm bờ lô tre như thế này, và nó ăn cả cái ngô nghiền này nữa thôi. Đấy, ăn cả cái ngô nghiền này, nó ăn này, nó không tụt xuống thì mình lắc lắc cho nó xuống. Đấy, các bạn thấy không, rất là nhiều. Đấy, thì các ô như này mình nuôi, đây là cái máng nước. Đấy, tấm ván này, các bạn nhìn rõ tấm ván chưa? Thì đâu đó là cái mô hình của mình, nó là mô hình mang tính chất là tự phát. Nó không có cái tính quy mô như một số trang trại. Thế nhưng mà nó cũng là cái nguồn hàng để cho các bạn biết là mình bán con giống và mình có con giống thực sự để bán cho các bạn. Chứ không phải là mình nói để cho nó vui, nó chơi. Đấy, thì các bạn thân mến, là các bạn đang
theo dõi những cái clip video, và mỗi một ngày mình sẽ ra một video mới. Và trên cái video này mình muốn đưa đến cho các bạn cái thông điệp là một là chim cu gáy thì các bạn không bao giờ phải lo là mình không có để gửi cho các bạn cả, rất nhiều. Hai là cái chim phượng hoàng lửa và chim rẻ cùi. Ba là chuột lang bọ ú. Đấy, mấy hôm nữa thì mình sẽ bán luôn cho các bạn là con giống đà điểu. Bắt đầu vào mùa con giống đà điểu rồi, chỉ khoảng 1 tuần 10 ngày nữa là mình sẽ xuất bán một vài trăm con theo như các bạn đã đăng ký và các bạn đã đặt. Đấy, thì các bạn thân mến, đây là những cái lứa chim mà đã trưởng thành rồi. Đấy, thì các bạn thấy là mình luôn luôn đưa ra những cái hình ảnh là có thực có thật. Đấy, đâu đó các bạn nhìn thấy, đây mình quay ra chỗ này cho nó sáng một chút này. Đấy, các bạn thấy này, mình zoom lại một chút. Đó, các bạn thấy này. Đây là một cái ví dụ góc nhìn này, vì chỗ này nó là cái khu vực trang trại, nó có ánh nắng từ xa. Đấy, thì các bạn thấy là mình quay những cái con chim này đeo số và được nuôi từ nhỏ và đã đủ cườm rồi các bạn ạ. Đấy, thì mình cứ gối nhau tại nhà ông anh trai, em trai và ông cậu đều duy trì những cái mô hình nuôi như này. Đẻ ra như nào mình sẽ gột và mình bán dần. Bạn nào mua cái loại bón thì mình sẽ bán bón, và bạn nào mua trứng chim cu gáy thì mình sẽ bán trứng chim cu gáy. Bạn nào mua vú nuôi chim gáy thì mình sẽ bán vú nuôi. Và bạn nào mua chim chuẩn bị đẻ hay là chim bố mẹ đang đẻ thì các bạn cứ alo. Đấy, đây là những cái thông điệp, thông tin nó được chia sẻ. Mình nuôi theo kiểu là hoang dã này thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là tại cái lồng này mình nuôi, mình quay thì nó cũng đơn giản thôi, 4-5-6 con một chuồng. Con nào mà gù như nào, giọng như nào mình sẽ tách ra và mình để ở ngoài trời. Các bạn thân mến, là nó chỉ có một chút cái bạt tre lên trên thôi, còn gần như là phân nó sẽ rơi xuống dưới này và tự run nó sẽ phân hủy. Chính vì vậy cái chim là rất là khỏe và nuôi rất là nhàn, không có bệnh tật gì cả. Đấy, các bạn thấy là một cái mô hình mình xếp gạch để tạo thành một cái lối đi đây. Thì những cái chuồng này mình xây theo kiểu tự phát, tự giác thôi, nó không có tính chất là quy củ quy mô gì cả. Đấy, báo cáo các bác là như vậy. Thì có lẽ là video cũng khá dài rồi. Một lần nữa mình sẽ nhấn mạnh lại: một là chim cu gáy, hai là chim phượng hoàng lửa, ba là chuột lang bọ ú, bốn là con giống đa điểu, và tiếp theo một cái nhóm là cây giống rất là quý là cây chanh tứ quý, ra hoa ra quả 4 mùa, mình cũng đã đăng tải lên để bán cho các bạn. Và cái phương châm là đưa đến những cái cây giống, con giống thật là quý báu để cho mọi người đều biết đến. Có lẽ là xin dừng video tại đây. Một lần nữa xin để lại số điện thoại hotline để các bạn tiện giao dịch và tư vấn kỹ thuật cũng như đặt mua con giống là 0989 177 982 và 0983. Xin lỗi các bạn là 033 5305 982. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một năm 2020 thành công. Đó. Thì mình sẽ đưa đó. Cái lối đây thì mình, đây là khu mình nuôi có mái tre thì nó cũng cần phải có bóng điện các bạn ạ. Đó, nó phải cần phải có bóng điện. Đó. Đây là cái lối đi từ trên nhà xuống khu vực trang trại. Và đâu đó là mình thiết kế cũng rất là không được quy củ, không được đẹp mắt lắm, nhưng mà nó cũng mang tính chất là phục vụ được cho các bạn. Những cái mặt hàng mình đăng là phục vụ được. Đấy. Còn trên sân thì cũng báo cáo với các bạn là đâu đó cũng toàn là lồng chim với chuồng chim thôi. Đó, nhưng mà mình sẽ chia sẻ một cái cuộc sống tự nhiên của mình. Đây là nhà mình và đây là cái bảng logo để cho các bạn theo dõi. Bạn nào muốn tìm hiểu về thông tin, số tài khoản, số điện thoại thì các bạn tìm hiểu vào cái bảng đây. Và đây là những cái lượng thùng xốp để mình chuẩn bị vào vụ gửi con đà điểu.
Ở chỗ này là 90 cái thùng xốp, 90 cái thùng xốp to và 60 cái thùng xốp nhỏ, là 150 cái thùng xốp được tập kết ở đây để khoảng một tuần nữa mình sẽ gửi cho các bạn. Đó, một cái bạn đi các tỉnh luôn. Đạt hiểu thì năm nào của mình cũng bán vào mùa từ tháng tháng 3 dương lịch cho đến tháng 11 dương lịch. Đó. Đâu đó các bạn đi vào đây, các bạn đến nhà mình thì sẽ có một cái biển như thế này. Đó. Đó, đây là thông tin chính thống nhá các bạn nhá. Thì mình cũng không phải giấu giếm gì cái thông tin của mình. Đó. Trên kênh thì mình cũng luôn nói là mình tên là Thao, tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Đấy. Và cái địa chỉ mình đang sinh sống tại thôn Xuân Hòa, ngay cổng trại Đà Điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy. Còn nếu bạn nào mà mua chuột nang bọ ú thì các bạn có thể nhìn thấy là mình, bản thân mình cũng in ra những cái logo như thế này để cho các bạn biết là những cái mặt hàng mình đang bán ở trên kênh. Đấy, thì đấy các bạn thấy là chim gáy rất là râm ran rồi. Đấy. Bắt đầu là tầm này là các bạn có chim trưởng thành, các bạn ghép đẻ rất là thuận tiện. Đấy. Thì có lẽ là mình cũng chia sẻ những cái gần đấy thông tin. Mong các bạn cũng có thể đăng ký và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.